Cách thức để mình thưởng thức một tác phẩm thư pháp có khó hay không? Để mà thưởng thức một tác phẩm thư pháp thì chúng ta phải hội được nhiều yếu tố, chúng ta phải cảm nhận nhiều góc độ, quan sát, nhận xét, học hỏi. Thư pháp chữ Việt từ lâu đã được xem là một môn nghệ thuật. Tuy nhiên, có bao nhiêu người có thể cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của một bức tranh thư pháp khi lần đầu thưởng lãm? Một bức thư pháp với bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa, đường nét uốn lượn, điêu luyện có phải là một tuyệt phẩm? Không hoàn toàn thế. Để đánh giá đúng một bức thư pháp như thế nào gọi là đẹp đúng nghĩa thì thư pháp Phương Lĩnh xin chia sẻ với các bạn những yếu tố cần thiết như sau. Thứ nhất là tính thẩm mỹ là cái yếu tố đầu tiên để mà chúng ta có thể nhìn vào tác phẩm mà nhìn thấy được cái đẹp đầu tiên, đó là yếu tố thẩm mỹ. Đó là yếu tố tiên quyết của tác phẩm thư pháp, phải có một hình dạng bút cục hài hòa, màu sắc đẹp mắt. Nét bút thể hiện được nội lực, bút lực của người viết, từng nét mạnh mẽ hay mềm mại và liên hoàn của bút như là nhanh và nhẹ nhàng của nét thảo, mạnh mẽ và gọn gàng của nét chân, quy tắc đậm nhạt của mực hòa quyện lẫn nhau, làm cho bức tranh thêm sinh động, thoạt nhìn đã có thể để lại một ấn tượng trong mỗi người xem. Thứ hai nữa là tính triết lý và nhân văn. Tính triết lý dựa vào nội dung của câu chữ được thể hiện. Mỗi câu chữ phải chứa đựng những ý nghĩa mà người xem phải suy luận thêm nếu muốn hiểu hết ý của tác giả. Tính nhân văn là tác phẩm phải hướng đến cái việc hình thành tính thiện, phát triển những giá trị về phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người. Ý nghĩa nội tâm của tác phẩm được thể hiện bằng cách truyền đạt tâm ý, tính cách, tình cảm, sự hữu hình hóa hoặc vô hình hóa các cảm xúc vào từng nét bút đã làm cho tác phẩm có sức lôi cuốn người xem và tạo cho họ một trạng thái liên tưởng thú vị, như thấy được ý của tác giả. Từ ba ý trên, tác phẩm thư pháp đẹp phải có là tác phẩm cho ta thấy được cái về tính thẩm mỹ, học được và hiểu được. Để có thể hiểu được đâu là tác phẩm có bút cục hài hòa, nét bút như thế nào là đủ lực, làm thế nào để tạo được một tác phẩm thư pháp mang tính nhân văn sâu sắc, bản thân của những người thưởng lãm, những ông đồ biết chữ phải luôn dành thời gian nghiên cứu, học hỏi và sáng tạo không ngừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là an lành, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.